Leg 3 của trận bán kết giữa Thôn Phát. À quên, giữa Phú Đồn gặp đội Quản Thượng. Điểm đầu tiên đã dành cho Phú Đồn. Thành Thống không qua lưới. Điểm cho Phú Đồn 2-0. Các cầu thủ lưu ý là xét này chỉ có 15 điểm thôi, nên là nếu không quý là không kịp đâu. Thành Bóng không hiểu với nhau. Điểm cho Phố Đồn 3-0. Quản Thượng xin hội ứng. Chú áo đen này, chú áo đen này, cháu nhờ tí. Cho cháu nhờ tí. Quần thượng điểm cho Quân Thượng 1-3. Cầu thủ cao lên. Vâng, và thành công rất lưu lực. Đúng rồi.
Thì trong bài khai nhất là có quyền nhảy mà có quyền cứ nhảy thoải mái đi. Còn thường phải hết sức bình tĩnh. Vâng, họ đã rất mạnh và quần lạc. Các cầu thủ trong sân hết sức chú ý vào việc đó. Vâng, tấn công của Cần Thượng. Tổ chức lên, chuyền lên. Tấn công. Không phải chơi. Không. Vâng, một hàng gặp rất nhiều. Đúng rồi, 5-5 thua. Rồi, phòng thủ rất tốt của phố đồ. Vâng, phố đồ phòng thủ rất kiên cường. Liên tục tự quả đập. Vâng, lần này thì Quân Thượng đã đánh bắn ra ngoài rồi. Điểm cho phố đồ 7-5. Bà không nghe đạp cho bác thì đổi sân sao mình đứng bây giờ năm bàn đứng bây giờ ai ra đồng bóng đây cho mượn chiếc dép này đổi chạy nhanh chứ bây giờ quay này này tới đây để cho đi đến giải vương mình lập cái này đánh tập trung nào cháu ra bắt đầu kia thông báo là huấn luyện viên bên ngoài hướng dẫn một tí. Vâng. Là đây, một cháu ơi. Là này. Tất cả mình được để bắt một thành đánh. Rồi. Mình bắt mừng một để cho công người đánh. Vâng, lấy thầy giáo ở ngoài hướng dẫn một nha. Lấy thầy giáo chúng ta cùng tôi giúp cái. Hết rồi. Hai người. Hai người rồi. Sau thế thì giúp thế nào được? Bắn cho hết thôi. Dê bò 3 mét phá 3 để... Đánh bóng nha. Dê bò không bảo bãi bồn đâu. Mắt là công ông ta đánh, không phải là công ăn đâu. Chùi ra vào mặt công các bác. Đường ơi. Dê bò ta thả ra đi. Qua đâu? Đốt vào nhà. Hoài. Quân Thượng là cố gắng giữ lại tinh thần. Ông Thắng ơi. Thôi đúng rồi. Ngồi xuống thôi. Có điểm rồi. Chuyển lên. Đánh chắc rồi. Tắc. Không được nào hiểm. Rồi. Đánh chắc rồi. Rồi.
nhanh cái chân lên. Bộ đội, bộ đội tấn công. Được rồi, cho điểm lên cho mời đấy. Tiếp tục. Giỏi quá. Tiếp tay đi, đừng kia đấy. Rồi. Còn thường phải hết sức mình. Hết rồi. Cây giảm tải đi. Ngoài. Các cầu thủ bên trong không chết, chưa sợ mấy thầy giáo ngoài chết đấy. Tấn chẳng qua đấy. Tấn chẳng qua đấy. Tấn chẳng qua đấy. Đi. Kìa, nhìn các
Chuyển lên. Chuyển lên.